Xin chào các bạn, có lẽ lâu lắm rồi BMW chưa có một cái sản phẩm nào mới và đẹp tại Việt Nam. Nếu như các dòng X trước đây là X1, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 thì đều đã có rồi. Mà tôi nói vui vẻ thôi, đến X6 thôi. Nhưng vẫn thiếu một con số 2. Và ngay trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu BMW X2 hoàn toàn mới sắp ra mắt tại Việt Nam. Nếu như chúng ta nhìn X2 thì nó có cái gì đấy mới mẻ, có cái gì đó mới lạ, nó khác những cái xe Beamer ngày xưa BMW ạ. Thì Hùng sẽ chia sẻ ngay bây giờ. Đấy chính là lưới tản nhiệt. Vâng, lưới tản nhiệt này là một chiếc hình thang ngược hoàn toàn khác. Và nếu như cái lưới tản nhiệt này đã tạo nên thương hiệu trong suốt một chặng đường dài lịch sử của BMW thì này đã bắt đầu thay đổi. Và các bạn hãy xem, BMW X2 hoàn toàn mới, rất gần guốc, rất thể thao. Và có lẽ BMW thì luôn có những cái sự bảo thủ riêng. Ví dụ công nghệ đèn chẳng hạn, vẫn là cái vòng LED nhưng là theo cái phong cách của Android. Và đèn công nghệ LED này là công nghệ đèn tự động nha các bạn. Đèn gầm cũng LED. Và các cái cản dưới được sơn màu hơi xám một chút với các cảm biến này. Cái thiết kế này nếu như các bạn vừa xem cái chương trình Hùng giới thiệu về mẫu Range Rover ấy, thì nó cũng khá là tương tự. Tuy nhiên ở đây được sơn màu đen, phải nói là rất thể thao và rất đẹp. Có thể nói BMW thì luôn có những cái chất cực kỳ riêng. Thưa các bạn, xe nhỏ thôi, X2 nhá, nhưng mà vành rất là to, vành R19 lốp 225 này. Những chiếc xe Đức vậy, và đặc biệt là BIM. Xe nhỏ nhưng bánh bao giờ cũng to. Thực sự là nếu những cái mẫu xe BMW mà chạy trên đường, thậm chí tôi có thể nghe tiếng mà lốp mà còn có thể đoán được chữ M này. M này chắc là mình nghĩ là xe là rất mới, nhưng mà mình nghĩ là M là chắc là một cái gói độ nội thất nào đấy, những cái trang bị thêm thôi. Ví dụ như vành đây là vành M này, vành chữ Y. Rất là thiết kế rất là đẹp luôn. Mặc dù xe nhỏ nhưng cảm biến trước này, cảm biến góc đều có hết. Không hề cắt một thứ gì. Đèn thì đèn LED là giới thiệu rồi. Bao giờ cũng có đôi mắt thiên thần vòng tròn rất đẹp. Và các bạn hãy xem, nó chỉ cao đến đây mà thôi. Chỉ ngồi xuống là xe nhỏ. Thực sự X2 đẹp bởi vì cái dáng SUV Cooper của nó. Tất nhiên SUV là SUV cỡ nhỏ, nhưng nó sẽ khác X6 là cái vòm đằng sau nó không bị dốc. Nó không bị dốc quá, X6 là bị dốc quá và ngồi đằng sau lúc nào cái trần nó cũng sát về đầu. Đó chính là hạn chế của X6, nhưng không. X2 thì chút nữa chúng ta sẽ thử. Có khi ngồi vẫn còn nhiều cái khoảng trống đầu hơn. Và xe thì có chìa khóa. Tất nhiên Smart Key bây giờ thì quá đơn giản rồi. Cái gì cũng có đấy. Tôi đóng lại xem. Khóa lại. Mở ra. Chạm đây thôi nha các bạn. Thậm chí chúng ta cũng chỉ như thế này thôi là mở ra rồi. Thực sự BMW cực chất. Với Hùng thực sự mà nói, tất cả các chi tiết nhìn thôi là đã yêu lắm rồi. Và bây giờ thì các bạn tiến ra phần đuôi xe. Mời các bạn tiến ra phần đuôi xe. Thực sự với BMW thì nói chung là các thiết kế thật không thể chê vào đâu được. Không hiểu sao nó có, mình có thể là mình có một cái tình yêu đặc biệt với các cái dòng BMW. Và với X2 thì Hùng đã thử, nếu trước đây Hùng đã thử cái X3 rồi, X6 cũng thử rồi, nhưng mà thực sự phần đuôi của X2 mới này quá đẹp. Đấy, các bạn có thể thấy đây, phần mái vòm này không bị dốc quá. Rồi, cần gạt mưa. Wow. Chất đến từng cái cần gạt mưa cho các bạn. Và nếu mà muốn mở cốp thì trước khi mở cốp thì đây là phiên bản S-Drive nhá, 2.0i nha các bạn ơi. Bô kép rất đẹp. Đó, cảm biến sau. Ốp gầm. Ốp gầm này ốp gầm này chưa phải là ốp kim loại. Đây là chỉ là cản sau thôi. Vâng. Đẹp. Thực sự mà nói thì với BMW thì họ rất biết khoe cái sức mạnh nội tại của tất cả các dòng xe khi mà bồ kép này rất to.
Rồi các bạn nghe tiếng ống xả nhá. Các bạn nghe tiếng ống xả này. Tua máy thì. Rồi giữ này. Wow, cứ từng nấc lên. Rồi nhìn kim vòng tua thì yêu luôn. Đèn LED nha các bạn, đèn full LED rất đẹp. Và một chiếc logo. Chúng ta có thể mở lại để Hùng mở lại nhá, để Hùng mở lại. Cốp điện. Mở lại, nhấn ra. Thực sự mà nói thì các cái chi tiết từ gioăng này, nỉ này, tấm chắn này rất đẹp luôn. Wow. Và thực một cái thiết kế rất là thông minh. Xe này thì không có lốp dự phòng. Tuy nhiên là các bạn hãy nhìn một xe nhỏ này được thiết kế này, toàn bộ cái ngăn phía dưới này. Đó, chúng ta có thể để đồ. Khá là rộng. Thì cũng chắc, nói chung là xe BMW. Vâng, X2 động cơ 2.0 192 mã lực twin turbo, nhìn cái máy thôi đã yêu rồi, các bạn nhìn thấy không? Yêu chưa? Kín khít đẹp, gần như là không có chỗ thừa luôn. Và để mà nói thì một cái cỗ máy tới 192 mã lực, xe có trọng lượng, xe có khối lượng thì khoảng 1,5 tấn thôi thì nó kéo thoải mái, đặc biệt là BMW. Và theo mà thông tin mà mình có được ấy, thì xe này thì đương nhiên rồi, bản 2.0 tại Việt Nam thì dẫn động cầu trước. Nhưng cái hay của BMW là họ có một cái hệ thống để kiểm soát cái hiện tượng gọi là hiện tượng understeer. Và hiện understeer tức là cái hiện tượng mà văng đầu mà, hoặc là chúng ta chạy vào cua với tốc độ cao nó hay kéo cái đầu lôi tuột tuột, thì cái này nó sẽ kiểm soát trên từng bánh. Và chút nữa chúng ta sẽ thử, đấy chỉ là quảng cáo thôi, mình phải thử. Ôi BMW tình yêu của tôi. Tình yêu của tôi bây giờ tôi là sẽ ngồi vào đây. Xe này vừa về Việt Nam luôn, vừa đến đây. Và ngay bây giờ chúng ta hãy thử. Wow. BMW logo rất đơn giản, rất đẹp. Màu xanh trắng, đúng màu phong thủy mình yêu luôn. Và logo này là thiết kế kiểu mờ nha các bạn. Đây, mờ này. Rất đẹp. Lẫy chuyển số sau vô lăng Partnership. Có lim, tuy nhiên là hình như là chưa có cruise control thì phải. Vô lăng thì là chỉnh. Chỉnh bốn hướng gật gù. Nhưng mà hoàn toàn là bằng cơ. Một mẫu xe nhỏ nhưng phải nói là nếu như các bạn hãy quan sát về một cách tổng thể một chút nhé, thì toàn bộ cái thiết kế của xe là nó quá trẻ. Từ những cái đường chỉ nổi vàng này, trên vô lăng này, ambient light này, đèn viền nội thất tới 7 màu này. Rồi đến cả hình như đây là nhựa này. Nhựa nhưng mà làm kiểu giả carbon cũng rất đẹp. Bên dưới là viền nhôm. Thực sự mà nói với những cái thiết kế này thì mình quá thích luôn. Và sờ vào chất đập đi đập thoải mái BMW thì không phải nghĩ. Đẹp. Và ngay cả những cái đường chỉ nằm trên bọc da ngay ở các cái xung quanh này, da phía cần số này. Đó. Da bên dưới cái bệ console này. Rất đẹp luôn. Nhìn đã yêu rồi. Hệ thống iDrive, hệ thống điều khiển này. Chúng ta sẽ thử màn hình giao diện thì bây giờ đã khác rồi. Dễ dùng hơn. iDrive 6.0. Thông tin, setting. Và chúng ta có thể cài đặt tất cả các chế độ, rồi là có thể theo dõi cái tình trạng của xe. Và thưa các bạn, một chiếc cần số. Cần số của BMW. Ngày xưa thì từ những năm 2007, 2008 mình đã chạy những cái BMW 57 series rồi. Và cái cần số này phải nói là mình phải ví nó như một tác phẩm điêu khắc. Và khi mà chúng ta nắm vào thì dường như cái việc thiết kế của nó là theo cái nhân chắc học rồi. Tức là cái bàn tay của mình nó không vừa, nó không phải tròn như này. Nó không kiểu gạt cần như vậy. Mà khi cầm mình vào thì nó đã rất là ôm. Xe thì xe nhỏ thôi. Được trang bị Eco Pro luôn chứ không thèm là Eco nha các bạn. Chế độ Sport này. Comfort và Sport. Không có Sport Plus, không có Sport cộng. Khi chọn cái chế độ Sport Display thì chúng ta có thể thấy được cái công suất máy và cái moment. Các bạn có thể thấy không? Đồng hồ kỹ thuật số nha các bạn, trông yêu quá. Trông như chơi game ấy các bạn ạ. Những cái điều đặc biệt là Hùng muốn giới thiệu thêm, đấy chính là hệ thống hộp số trên X2 là lần đầu tiên trong các cái dòng BMW được trang bị
hệ thống hộp số 7 cấp ly hợp kép. Ly hợp kép nha bạn. Trước đây chỉ có dòng M thôi. Và cái hộp số này thì cái đặc tính thể thao theo quảng cáo là thôi rồi luôn, nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải thử. Ghế thì ngồi rất ôm, xe nhỏ mà. Da lộn Alcantara rất đẹp. Thể thao luôn. Đấy. Các bạn có thể thấy. Đấy. Bệ thì tay. Tất cả những thiết kế nhỏ gọn và khá thông minh. Đó. Ghế lái điều chỉnh 8 hướng, nhớ 2 vị trí có bơm lưng và điều chỉnh được cả cái đệm đỡ chân này. Đó. Có đệm đỡ chân. Và hệ thống loa này là hệ thống loa cơ bản thôi, 7 loa. Nghe rất hay. Tất nhiên vì về bản quyền về YouTube cho nên chúng tôi cũng không thể thử được cái âm nhạc. Xe nhỏ này. Và theo thông tin mà mình được biết thì cái vị trí lái của mẫu xe này còn cao hơn cái mẫu X3 đâu khoảng 2 phân thôi. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn phía dưới mặt đường cũng như nhìn ra phần xa, tầm quan sát nó tốt hơn. Trụ chữ A này cũng vậy. Nói là BMW thì về thiết kế những cái đặc tính an toàn hay là những cái khả năng vận hành thì có lẽ là không phải nghĩ. Vâng, xe nhỏ nhưng mà các bạn có thể thấy là Hùng ngồi cũng được. Nói chung không phải là quá chật chội đâu. Tất nhiên là cái nệm ghế này nó không được dài cho nên là cái chân mình nó cũng chỉ để được như thế này thôi. Duỗi hơn ra một chút như thế này. Cửa gió hàng ghế sau nha các bạn. Da lộn thì rất đẹp. Đẹp thật. Những đường chỉ may này. Thật sự là với BMW thì mình cũng khó có thể chê được, bởi vì có lẽ nó là tình yêu rồi. Mỗi người đều có một tình yêu. Để này, nước này. Thậm chí chúng ta cũng có thể đó, gập cái tựa lưng ở giữa này lại và để những cái vật dài xuyên suốt từ sau lên. Già quá đẹp luôn. Đó, tựa lưng ghế trước này. Hộp nhựa này, chỉ này, khắp nơi. Ngồi vào trong đã biết là dành cho lớp trẻ rồi. Mặc dù Hùng xe cỏ thì cũng già rồi, gọi là Hùng già rồi, nhưng mà nhìn còn thích nữa. Đúng là ai cũng mê cái sự trẻ đẹp. Đèn nội thất và cửa thì có đèn viền nội thất này, đèn viền nội thất trước sau này. Giả carbon này, nhôm, những chất liệu nó chắc. Hùng tự đóng nhé các bạn xem nhé, đóng thoải mái luôn. BMW khác. Phập và phịch, nhưng mà phập và phịch thì thôi rồi luôn, đẹp. Đố ra đấy luôn. Sàn thì không được phẳng lắm bởi vì cái platform của X2 cũng có những cái phiên bản là hai cầu, dẫn động hai cầu, cho nên là chắc là cái này sẽ dành cho một cái trục cắc đăng nào đấy. Mình thử ngồi ở giữa xem sao. Vâng, lưng. Thực ra cái chỗ này chỉ ngồi cho trẻ em thôi. Mình mà ngồi dài thì cũng khó chịu. Mà nói chung xe nhỏ thì cũng không nên đi đông quá. Tựa lưng này thì có thể điều chỉnh hết xuống như thế này. Cũng chỉ được thế này thôi. Để dành cho... Thực ra nếu mà đi xa thì mình nghĩ là nó sẽ bị hơi mỏi. Ở ghế này đã tụt hết xuống chưa? Giật vào đây. Đó, hết xuống rồi. Nhưng mà xe thì được thiết kế dành cho đô thị cho nên là mọi thứ nó đều phải là tối ưu vào. Và một điều rất hay nhá, cái công nghệ động cơ trên BMW ấy là công nghệ động cơ Twin Turbo, nó đã quá nổi tiếng rồi, gắn với BMW quá nhiều và trên tất cả các dòng xe đều là Twin Turbo và Van Vectronic. Thì cái hệ thống biến thiên van á thì nó mới là cái cực kỳ gọi là bí kíp công nghệ của BMW. Nó có thể điều khiển cái đó mà có thể thay đổi các cái mức công suất khác nhau. Ví dụ như bản 2.8 chẳng hạn, nó sẽ có 245 mã lực cơ. Nhưng bản này 2.0 thì có 192 thôi. Đấy là cái sự tối ưu của nhà sản xuất. Và đặc biệt là mặc dù VinFast sử dụng động cơ của BMW nhưng không có hệ thống van Vectronic đâu các bạn nhé. Mac GLA ơi, Audi Q2 ơi, BMW X2 đã đến. Và thưa các bạn, trong phân khúc SUV Cooper cỡ siêu nhỏ dành cho đô thị, thực sự những cái tên như là GLA hay Q2 vẫn chưa tạo được những cái đột phá. Và chúng ta hãy chờ BMW X2 làm được gì. Tất nhiên, giá cũng rất quan trọng. Mẫu xe này được dự đoán với giá trên dưới 2 tỷ nha các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.